con trai của ba. Ba đi 100 kỷ chùa, ba ăn chay 1 tháng 15 ngày mới có được con. Sao mà ba không thương con cho được chứ? Nhưng ba là con trai duy nhất của dòng họ mình. Trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, giữ gìn tài sản của gia tộc và ngôi nhà hương hỏa này hết sức nặng nề. Mà con á, thì cứ ngây ngô như vậy, làm sao mà gánh vác được hả con? Nói dài, lỡ khi ba má mất đi, con như đứa trẻ mồ côi không ai chăm sóc, rồi cái gia sản bề thế này, biết có giữ được không hả con? Nên ba phải đi kiếm thêm một đứa con trai, một đứa con trai cùng dòng máu với con. Để khi ba má không còn, thì con cũng có một người em ruột thịt. Dù gì thì giọt máu đào còn hơn ao nước lã con mà. Mong con hiểu cho ba.